Trường Tương Tư 2. Tập 16. Cưới A Niệm huynh sẽ vui hơn một chút. Vì dù sao huynh cũng ở bên muội ấy nhỏ đến lớn. Có lẽ trong lòng huynh, muội ấy sẽ khác những cô gái trên đỉnh Tử Kim. Đúng là A Niệm khác họ, nhưng cái khác của muội ấy, cái khác mà ta muốn cưới. Huynh thành hôn với A Niệm là có thể xoa dịu được tranh chấp giữa hai nước. Hơn nữa A Niệm là người địa đơn thuần, tình cảm của muội ấy huynh cũng biết đó. Những người phụ nữ khác tuyệt đối không thể so sánh được. Muội có bao giờ nghĩ trong lòng đến ta nghĩ thế nào không? Muội chỉ nghĩ đến A Niệm. A Niệm muốn lấy ta mà thôi. Trong lòng muội, dù gì ta cũng có nhiều phụ nữ thế rồi. Một người hoàn toàn không quan trọng ghiền không? Huynh nói gì thế? Ta chỉ thấy là trước kia, để lôi kéo các dòng những người phụ nữ đó, thì bây giờ huynh cưới A Niệm. A Niệm có thua gì bọn họ đâu. Huynh nhìn ta như thế làm gì? Năm đó, lúc cưới thần Vinh huynh duyệt, huynh mừng như bắt được vàng. Giờ huynh cưới miệu muội A Niệm của ta thì sao thế? Sao miễn cưỡng thế? Ta mừng như bắt được vàng lúc nào? Con mắt nào của muội nhìn thấy? Muội nói nghe xem, ta mừng như bắt được vàng thế nào? Tuy ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng năm đó, khi huynh cưới thần Vinh Hinh Duyệt, người dân Hạo Linh đều bàn tán, người khắp thiên hạ này đều thấy huynh mừng như bắt được vàng. Tiểu yêu, người khác nói thế thì được, nhưng muội, sao muội lại thế chứ? Thương Huyền, có giỏi thì ngày mai huynh dở trò say rượu làm cà trước mặt khách khứa của cả Đại Hoang, toàn bộ lòng thần giao đi. Ta nói cho muội biết, lần nào lấy vợ ta cũng vô cùng khó chịu. Lần cưới thần Vinh Hinh Duyệt là ta khó chịu nhất, khó chịu đến mức ta hận chính mình, hận muội. Huynh mà còn mượn rượu làm cà là ta đánh huynh đấy, ta đánh thật đấy. Ta không cần e trong những người phụ nữ đó hết. Ta chỉ muốn Thương Huyền, rốt cuộc huynh sao thế? Trước kia, lần nào ta cũng biết huynh đang nghĩ gì, nhưng lần này ta hoàn toàn không thể nào biết được. Ta thừa nhận, đúng là ta chỉ nghĩ cho A Niệm, ta không nghĩ cho huynh. Vì trong lòng ta thấy huynh quan tâm đến thiên hạ và tình hình triều chính hơn. Những chuyện khác đều không quan trọng. Vương Cơ thích miếng ngọc bội nào trong hai miếng này? Đều đẹp cả. Vậy trong hôn lễ ngày mai, Vương Cơ muốn tô son màu gì? Có màu đỏ thẫm, màu đỏ bạc, màu đỏ tươi, màu đỏ hoa hồng, màu đỏ hải đường, màu đỏ đào. Đều được cả. Sao hỏi Viền Cơ cũng bảo đều được cả thế? Tâm nguyện được thực hiện, nên vui thôi. Chúc mừng Vương Cơ thực hiện được tâm nguyện. thật chưa từng thấy cô dâu nào như tỷ. Vậy muội nghĩ, cô dâu thì phải thế nào? Nếu như có một ngày ta có thể cưới Thương Huyền ca ca thì ta nhất định sẽ rất hồi hộp. Ta còn hơi sợ nữa, ta sợ mình chưa đủ đẹp. Từ đồ trang sức trên đầu đến màu son môi, ta đều phải tự chọn hết. Ta sẽ rất mong chờ những tháng ngày sau này sớm chiều bên nhau cùng huynh ấy. A Niệm, con có vui không? Trước kia con cảm thấy, nếu có một ngày con có thể cưới Thương Huyền ca ca, thì con nhất định sẽ vui mừng không xiết. Nhưng giờ đây được như ước muốn, thì con lại không vui vẻ trong tưởng tượng. Nếu con hối hận, thì phụ vương sẽ hạ chỉ hủy hôn lễ ngày mai ngay lập tức. Bây giờ cả Đại Hoang đều biết, ngày mai con sẽ thành thân với Tây Viêm Vương. 4 dòng họ lớn, 4 bộ tộc Hạo Linh, những dòng họ lớn nhỏ ở Trung Nguyên, những dòng họ lâu đời ở Tây Viêm đều sẽ tụ họp ở núi Ngũ Thần. Hôn lễ này, sao nói hủy là hủy được chứ? Ta là Hạo Linh Vương, ta nói được thì là được. Con chỉ cần cân nhắc vấn đề hay không thôi. Những việc khác cứ giao cho phụ vương. Vua thì không nói đùa. Phụ vương thế này không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Bị người thiên hạ chê cười, so với hạnh phúc cả đời của con gái ta, thì có đáng gì đâu. Các dòng tộc trong thiên hạt họp ở núi Ngũ Thần, cũng đúng lúc lắm. Có lẽ các bộ tộc đều sẽ cử những đệ tử xuất sắc nhất, trong đó chắc chắn có không ít chàng trai ưu tú. Vừa hay có thể để con lựa chọn, chọn ra một chàng rể phù hợp. Hôn lễ này không chỉ là hôn lễ của con và Thương Huyền mà còn liên quan đến bình yên của cả Đại Hoang nữa. Phụ vương, nói hủy là hủy, nói đổi người là đổi người thế này, không sợ Đại Hoang loạn hết lên sao? Đại Hoang có loạn lên thì cũng có sao. Năm đó trẫm có thể yên loạn ngũ vương, thì bây giờ cũng không sợ đâu. Phụ vương, người là phụ vương tốt nhất trên đời. A Niệm, Thương Huyền là đế vương. Thằng bé, con biết, trong lòng huynh ấy không có con, nhưng trong lòng con có huynh ấy. Giờ đây cưới huynh ấy, tuy không vui vẻ như con đã từng mong chờ, nhưng con biết, nếu con không cưới huynh ấy, thì nhất định cả đời này cô côn sẽ không vui vẻ. Phụ vương, người đừng lo, con đã không còn là Niệm trước kia nữa rồi. Tuy con thích Thương Huyền ca ca, nhưng không phải kiểu trong mắt, trong lòng chỉ có huynh ấy trước kia nữa rồi. Con không phải người quan trọng nhất trong lòng huynh ấy, và huynh ấy cũng không phải quan trọng nhất trong lòng con. Nếu bắt con phải chọn giữa huynh ấy và phụ hoàng, thì con sẽ chọn phụ hoàng. Nếu phải chọn giữa bách tính Hạo Linh và huynh ấy, thì con sẽ chọn bách tính Hạo Linh. Nếu thế, thì đừng cưới Thương Huyền nữa. Phụ vương, rõ ràng con biết Thương Huyền ca ca không muốn cưới con, nhưng con cứ nhất định cưới huynh ấy. Vì giữa việc để huynh ấy sống vui vẻ và con được sống vui vẻ, thì con lựa chọn để huynh ấy chịu ấm ức để con sống vui vẻ vậy. Phụ vương, con gái người đã trưởng thành rồi. Con đảm bảo, cô ấy nhất định sẽ chăm sóc được bản thân mình. Nếu ngày mai huynh không muốn tổ chức hôn lễ thật, thì chúng ta sẽ nghĩ cách hủy nó đi. Hủy thế nào đây? Cả thiên hạ đều biết hôn lễ ngày mai rồi. Cả 100 vạn quân lính ở biên giới hai nước bày thế sẵn sàng. Chỉ cần sơ sẩy chút thì thiên hạ sẽ đại loạn. Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà chỉ cần huynh không đồng ý thì ta nhất định sẽ ủng hộ huynh. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ có cách hủy được thôi. Muội không sợ nguy hiểm sao? Không sợ. Từ nhỏ đến lớn, hai chúng ta nào đã được bình yên. Mấy đây? 6. Huynh trêu ta đúng không? Ngày mai ta sẽ để cả thiên hạ thấy Tây Viêm Vương hân hoan mừng rỡ cưới Hạo Linh Vương Cơ. Thương Huyền, vừa rồi ta say rượu làm bừa thôi, giờ ta tỉnh táo rồi. Chuyện đã đến nước này thì đúng là thêm một người bớt một người cũng chẳng khác gì nhau. Bằng lòng thật à? Đúng thế. Vừa rồi huynh bảo muốn. Huynh muốn gì? Chỉ cần ta làm được thì ta sẽ giúp huynh thực hiện hết. Muốn gì cơ? Ta muốn. Chúng ta đều được bình an. Thương Huyền, giờ huynh đã là chủ nhân của Tây Viêm, sau này sẽ là chủ nhân của Đại Hoang. Sau này sẽ không kẻ nào làm hại huynh nữa đâu, cũng không kẻ nào dám làm hại ta nữa. Đúng thế. Chúng ta đã đi đến đỉnh cao rồi. Những năm tháng trôi mang nặng thân ta. Theo lệ cũ nhé, không hỗn loạn. Đừng nói chúc mừng ta, đừng tặng quà cho ta. Mai cũng đừng xuất hiện ở hôn lễ. Được. Không tặng quà chúc mừng, cũng không đến xem hôn lễ. Sương gió lướt qua quãng đời ta. Sau này ta sẽ làm cho muội núi thần vinh, giống hệt y thanh viên trên núi Ngũ Thần mà muội và cô thích nhất. Không cần phiền phức thế đâu. Cảnh nói huynh ấy sẽ giúp muội một y thanh viên. Vạn vật đều tăm tối, chỉ có ánh mắt nàng rực sáng. Nương theo lòng mình nhìn ngắm ánh dương phương xa. Trong mắt chất chứa bi thương. Sao tự nhiên cá lại chạy hết thế? Chắc cá trên núi Ngũ Thần thích ta ở đây. Lúc đến kéo theo gió mưa. Ca ca, mấy con cá nhỏ thôi mà. Đến núi thần viên chuẩn bị huynh thu phục rồi. Núi Ngũ Thần cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Muội sẽ ở bên ta chứ? Tất nhiên, sẽ ở cạnh huynh rồi. Nàng không tới, trời đất đẹp đến đâu. Hạo Linh, cung thừa ân. Điện Triêu Huy, tấu chính chương khúc nhạc Phượng Hoàng đến đón. Vượt qua núi, vượt qua sông, không vượt qua được sinh tử. Bước qua gặp gỡ, bước qua chia ly, không bước qua được buồn vui. Đi qua mùa xuân, đi qua ngày hạ, không thể thoát khỏi hồi ức, không thể thoát khỏi hồi ức. Thương Huyền ca ca, có nàng ở trong tim, vắng nàng trong đôi tay, có nàng trong đêm tối, vắng nàng thuở sớm mai, có nàng cùng dưới mưa, vắng nàng trong làn nước. Núi sông hùng vĩ, kết duyên trọn đời, con đàn cháu đống, gia đình thuận hòa. Vắng nàng ngày bạc đầu, có nàng dưới chân núi, bước lên đỉnh lại vắng nàng. Cái có được cũng không thể đắp cái đã mất đi. Cô lại làm gì ngốc nghếch thế? Ta tưởng là ảo giác, tưởng huynh là giả, nhưng sao huynh lại đến thế? Muốn đến thì đến thôi. Huynh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày đại hôn của Tây Viêm Vương Hạo Linh Vương cơ đấy. Có biết trên núi Ngũ Thần có bao nhiêu thị vệ canh giữ không? Chính vì biết là ngày đại hôn của Tây Viêm Vương nên mới cố tình đến xem. Huynh không giống người thích hóng hớt. Nếu chỉ là hôn lễ thì tất nhiên ta không có hứng hóng hớt gì rồi. Là sao? Hạo Linh Vương là vị vua thông thái sáng suốt, không thể biết rõ tác hại của việc vị trí trữ quân xả tắc, mà lại lần lửa không chịu lập trữ quân, trừ khi có tính toán khác. Bây giờ Hạo Linh lại gả con gái duy nhất cho Tây Viêm Vương, mà Tây Viêm Vương lại là đồ đệ do chính tay ông ấy dạy dỗ. Trừ phi gì? Trừ phi Hạo Linh Vương muốn đem cả Hạo Linh làm của hồi môn tặng cho Tây Viêm Thương Huyền. Sao thế được? Không hổ là yêu quái chín đầu, đùa cũng đùa ác hơn người khác. Xem ra ta đoán đúng rồi. Đúng là 9 cái được thông minh hơn một cái. Ca ca ta kế thừa chí hướng của ngoại tổ phụ Đại Hoang, Sau khi thu phục Hạo Linh thì sẽ sai quân tấn công Hồng Giang. Ta vốn tưởng tranh giữa Hạo Linh và Tây Viêm khó mà kết thúc trong vài chục năm được. Không ngờ Đại Hoang lại được thống nhất như thế. Huynh vẫn tiếp tục đi theo Hồng Giang à? Thế giới rộng lớn, biển trời mênh mông, lẽ nào Huynh không còn chuyện gì khác muốn làm à? Thế giới rộng lớn, biển trời mênh mông. Đúng thế, Huynh là yêu quái chín đầu, lẽ nào muốn bị ràng buộc bị số phận sao? Huynh không thử cân nhắc đổi lựa chọn khác để thử sao? Cô đang lo lắng cho ta sao? Ta biết Huynh chỉ coi ta là đối tượng giao dịch, nhưng ta lại coi Huynh là bạn. Là bạn. Nhìn không thấy, sờ không được, ta chẳng dám mong ước xa xôi. Nếu Tây Viêm Thương Huyền biết, trong tim ta và cô nuôi cổ đồng mệnh, cùng sống cùng chết, liệu có dám giết ta không? Cô chính là quân cờ ta kìm hãm Tây Viêm Vương. Ngay từ đầu Huynh đã biết trùng này như thế nào, đúng không? Biết thì đã sao? Nếu Huynh đã có thể vượt Thương Huyền giải cổ trùng, lấy thân mình nuôi cổ trùng, vậy nhất định Huynh biết giải cổ trùng. Cô đoán xem, nếu ta chết, Huynh có sống được không? Sao không hỏi ngược lại? Nếu như ta chết, cô có thể sống không? Huynh lợi dụng cổ trùng kìm hãm Thương Huyền, chẳng lẽ Huynh không ta sợ lợi dụng cổ trùng ám hại Huynh sao? Cô ám hại ta. Ta rất trông đợi đấy. Tương Liễu, rốt cuộc là Huynh muốn thế nào? Huynh nói rõ ràng. Tiểu yêu, hôn lễ kết thúc rồi à? Kết thúc rồi. Mọi chuyện của ca ca vẫn thuận lợi chứ? Mọi việc đều thuận lợi. Nàng đang lo lắng điều gì? Không có gì. Ta đang đi dạo bên bờ biển, đột nhiên Tương Liễu xuất hiện. Ta vừa hỏi Huynh ấy giải cổ trùng. Tương Liễu có cách giải cổ trùng, ta đoán là Huynh ấy có. Nếu không Huynh ấy biết rõ là cùng sống cùng chết, mà vẫn sẵn lòng nuôi dưỡng trùng này trong người mình đâu. Huynh ấy không nói cho ta biết. Ngày nào còn chưa giải cổ trùng, ngày đó chưa yên ổn. Tương Liễu có 9 cái mạng, linh lực cao cường. So với Huynh ấy, ta là người mong manh dễ vỡ, tính mạng bé nhỏ hơn nhiều. Hẳn là Huynh ấy nên lo, ta sẽ làm liên lụy đến Huynh ấy. Ta nói sai rồi, nói sai là người da dày thịt béo, số mệnh mạnh mẽ, nhất định có thể sống được 5 vạn trở thành một yêu quái già. Đừng lo nữa, gần đây ta đang nghiên cứu y dịch sách y. Nếu Tương Liễu có thể giải cổ trùng, ta nhất định cũng có thể giải, chỉ là vẫn cần thêm chút thời gian. Nàng nói đúng, nhất định sẽ tìm được cách. Có phải trước đây chúng ta đã từng đến nơi này không? Trưởng tộc Đồ Sơn lúc đó ở chỗ này. là lần đầu tiên trong đời tì chủ động hôn ai đó, thế mà huynh lại từ chối. Là tại hạ không biết thân biết phận, coi thường chính mình. Vậy giờ huynh đã biết thân biết phận thì không được coi thường chính mình nữa. Lần này không cho chàng trốn. Lần này là không cho nàng trốn. Trẫm lên ngôi từ khi còn trẻ, trị vì đã mấy trăm năm, nay đã đến tuổi xế chiều, sức khỏe trí lực không còn khỏe mạnh mà việc nước nặng nề. Trẫm biết sức khỏe thể cố gắng gượng thêm được nữa. Vị trí này nếu để trống bất lợi cho quốc gia, khổ thẹn với liệt tổ liệt tông và lê dân trăm họ. Nay có người hiền, có thể đảm đương trọng trách, trẫm quyết định thoái vị, nhường ngôi cho người đó. Không biết bệ hạ ưng ý con cháu hoàng tộc nào? Không phải con cháu Hạo Linh, mà là Tây Viêm Thương Huyền. Bệ hạ, trăm ngàn lần không được. Tây Viêm Thương Huyền là vua của Tây Viêm, bệ hạ truyền ngôi cho hắn chẳng phải là đân gân sông gấm vóc Hạo Linh cho Tây Viêm sao? Xin bệ hạ suy xét thu hồi mệnh lệnh. Xin bệ hạ suy xét thu hồi mệnh lệnh. Vốn bát hoang lục hợp là một, bệ hạ có thể vì thái bình của thiên hạ, sự yên ổn của muôn dân buông bỏ ngai vàng để bát hoang thống nhất. Tấm lòng này không phải ai cũng có. Thần và binh sĩ dưới trướng xin được tuân lệnh bệ hạ. Thần xin tuân lệnh bệ hạ. Được. Hai bộ tộc Thanh Long, Hy Hòa có ý kiến khác không? Thần và bộ tộc Thanh Long tuân lệnh bệ hạ. thần và bộ tộc Hy Hòa, tuân lệnh bệ hạ. Ngàn vạn lần không được thưa bệ hạ. Tuyên chỉ. Bệ hạ truyền chỉ. Trẫm hiểu mệnh qua không giống lẽ thường. Phải nhìn vào đức độ, ý trời lòng người, chọn người hiền tài, lấy niềm vui của bốn bể làm đầu, chứ không được bo bo ích kỷ. Vua Tây Viêm Thương Huyền có tầm nhìn xa trông rộng, là người tài giỏi. Nay trẫm đem ngôi báu này nhường lại cho Thương Huyền, khâm thử. Thái Tôn và bệ hạ không cần đến cương đao, không hại đến bách tính muôn dân cũng có thể thống nhất được Đại Hoang, thật là mừng vui hạnh phúc. Giờ mừng vui vẫn hơi sớm. Thương Huyền mới chỉ thống nhất Hạo Linh trên danh nghĩa. Các bộ tộc ở Hạo Linh sẽ không cam lòng bị khuất phục đâu. Nghe nói có không ít đại thần trên triều phản đối Thương Huyền. Tuy đều bị khí thế của Hạo Linh Vương trấn áp, nhưng nhất định vẫn sẽ còn nhóm ý định. Nếu Thương Huyền muốn toàn nắm vững Hạo Linh, không phải chuyện đơn giản. Thái Tôn không cần quá lo lắng. Với tài năng và đức độ của bệ hạ, nhất định sẽ khiến quần thần Hạo Linh thầm phục khẩu phục. Đúng thế. Ta cũng tin nhất định Thương Huyền sẽ làm được. Dù sao ta cũng đảo tổn tâm sức mấy trăm năm, cũng không thể khiến Trung Nguyên thực sự quy thuận. Thương Huyền lại chỉ mất chưa đến trăm năm đã làm được. Từ lúc Tây Viêm Thương Huyền kế vị, luôn hết lòng vì đất nước, cần mẫn chăm lo yêu thương dân chúng. Những người ủng hộ hắn lên ngôi nhục thu Tần Mang đều trở thành tay đắc lực, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Hắn đều lịch sự đối đãi. Những vị quan tốt phản đối hắn đối lắng nghe, sửa chữa sai lầm. Với những kẻ gian thần có âm mưu tư lợi khác, ra tay không chớp mắt, mạnh mẽ diệt trừ. Sóng gió chuyện nhường ngôi dần dần lắng xuống. Dưới sự trị vì của Tây Viêm Thương Huyền, kỷ cương phép nước, công khai rõ ràng, Hạo Linh phồn vinh thịnh vượng, trên dưới đều kính phục. Kể từ đó, Hạo Linh, Tây Viêm chính thức thống nhất. Tôn Tây Viêm Thương Huyền là vua của Đại Hoang. Sức khỏe của phụ vương thế nào rồi? Đã không còn vấn đề gì nữa. Nhưng nếu muốn khỏi hẳn, vẫn phải tịnh tâm tĩnh dưỡng thêm. Phụ vương đã vất vả rồi. Thương Huyền, ta muốn con cho ta vật này. Chỉ cần phụ vương muốn, bất kể là gì, người cứ lấy đi ạ. Ta muốn núi Tây Viêm. Phụ vương, người không cần phải thế. Sao phụ vương lại muốn núi Tây Viêm? Giờ mọi chuyện đã ổn định, ta muốn rời núi Ngũ Thần, chuyển đến núi Tây Viêm. Tại sao ạ? Phụ vương không muốn nước có hai vua, muốn chặt đứt đường lui của tất cả quan viên, để mọi người đều chỉ coi Thương Huyền là vua. Còn có nhớ nhung của ta nữa. Núi Tây Viêm vẫn là quê hương của ca vương tộc Tây Viêm, có ý nghĩa quan trọng với nước Tây Viêm. Ta ở đó là để thiên hạ thấy được địa vị của ta và Thái Tôn như nhau. Hạo Linh không phải là mất nước. Phụ vương không nhất thiết phải làm vậy. Khí hậu của núi Ngũ Thần và Tây Viêm không giống nhau. Chưa chắc người đã quen được. Khí hậu núi Thần Vinh và núi Tây cũng không giống nhau. Chẳng phải tổ phụ con vẫn sống vui sống khỏe sao? Ta nghe nói sức khỏe của ông ấy còn tốt hơn lúc ở núi Tây Viêm. Phụ vương, sao người nỡ rời khỏi? Núi Ngũ Thần. Trên núi Ngũ Thần cũng chỉ có con, là khiến ta không nỡ thôi. Ta mệt rồi, muốn thay đổi một chút. Không muốn sống trong cung điện này nữa. Mẫu thân con sẽ ở lại cùng con, cho dù lúc Thương Huyền không ở đây con cũng không cô đơn một mình. Thương Huyền, con đồng ý giao Nu Tây Viêm cho ta không? Đương nhiên là con đồng ý. Nhưng mà phụ vương, để khỏe hẳn rồi đi. Ta ở đây, có những chuyện không muốn lo, cũng phải thấy. Như vậy chẳng thiện lòng mà tĩnh dưỡng được. Nếu được, ta muốn đi càng nhanh càng tốt. Phụ vương, con cùng người quay về núi Tây Viêm nhé. Cũng vừa hay chăm lo sức khỏe cho người. Nếu tỷ tỷ đi cùng phụ vương thì ta yên tâm hơn nhiều. Phụ vương yên tâm, con sẽ nhanh chóng sắp xếp. Phụ vương là một vị quân vương tốt. Đời này, ta lại chưa phải là một đứa con ngoan. Một người anh em tốt, một người bạn tốt, một người chồng tốt. Nhưng ta thực sự là một vị vua tốt. Và còn là một người cha tốt nữa. Là người cha tốt nhất trong lòng con và A Niệm. Thần bái kiến Vương hậu nương nương. Huynh đến đây làm gì? Nương nương vẫn còn tức giận chuyện Hạo Linh Vương hậu. Thần đã sai khi không nói trước mọi chuyện với nương nương. Thần đến để xin lỗi nương nương. Xin lỗi. Xích Thủy đại nhân đã lập được công lớn khi đón Hạo Linh Vương Cơ về cho bệ hạ. Giờ đây đã có đủ quậy danh lừng lẫy trong triều. Huynh đến xin lỗi, bổn cung không dám nhận. Nương nương, hai vương tộc Tây Viêm Hạo Linh liên hôn, hai nước biến thù thành bạn, tránh được một cuộc chiến tranh lớn mấy chục thậm chí hơn trăm năm. Dân chúng muôn nơi biết ơn nương nương rồi. Huynh đem mấy lời đao to bố lớn triều đình mà nói. Ta không phải thuộc hệ bạn trốn quan trường của huynh. Ta là em gái cùng cha cùng mẹ với huynh. Hình Diệc, ta cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi. Hạo Linh Vương Huyệt Xuyên ở núi muội đâu có cần gặp nàng ta. Nàng ta cũng chẳng hưởng được đến địa vị của muội. Vì lợi ích của gia tộc, vì chức tước quyền thế, huynh và phụ thân lại một lần nữa hy sinh ta. Làm bộ làm tịch, vô cùng giả dối. Muội có oán hận gì mắng ta là được, đừng nhắc đến phụ thân. Ban đầu ta đã nhắc nhở muội, trong lòng bệ hạ có cả thiên hạ. Nếu muội muốn một người lòng thì đừng lấy bệ hạ. Đây là tự muội lựa chọn, không phải ta và phụ thân muội làm vương hậu. Nếu không nhờ ta và phụ thân, với cái tính ương bướng ích kỷ muội yên trên vị trí vương hậu này không? Sau này các người không cần lo lắng cho ta nữa. Đại bản doanh quân thần vinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quân sư. Kể từ ngày hôm nay, mỗi bữa cơm tăng cho họ thêm một phần thịt. Quân sư lại gom góp thêm lương thực rồi. Ta thay mặt mọi người cảm ơn quân sư. 3, 4, 5, 6 Trấn Thanh Thủy, con nghĩ sự kiên trì của chúng ta có ý nghĩa không? Dù ngàn vạn người ngăn cản, ta cũng phải đi. Những năm tháng trôi mang nặng thân ta, không hỗn loạn, cũng chẳng bi thương. Đi khắp hồng hoang, thiếu vắng ánh mắt nàng. Chỉ còn lại hư không. Sương gió lướt qua quãng đời ta, không tranh giành, cũng chẳng mất mát. Tắm mình trong nắng gắt, thiếu đi ánh nắng của nàng. Bầu không khí chỉ còn lại hơi nóng. Vạn vật đều tăm tối, chỉ có ánh mắt nàng rực sáng. Nương theo lòng mình nhìn ngắm ánh dương phương xa, trong mắt chất chứa bi thương, chỉ có khuôn mày nàng cong cong. Đợi nàng cùng uống một chén trăng đêm, lúc đến kéo theo gió mưa, khi đi mang theo bốn mùa. Vắng bóng nàng, phong cảnh đẹp đến mấy cũng héo hon. Thuở ban đầu ập đến mãnh liệt, ngày sau lại hối hả rời đi. Nàng không tới, trời đất đẹp đến đâu cũng hoang tàn.